À, xin uh, chào thầy Tiến, uh, chào tất cả anh ấy, chị em uh, ở lớp BMB. tôi tên là Hải. Thì uh, tôi cũng học viên mới ở, ở bên uh, Nick mình thôi. Thực ra mà nói là trong cái quá trình là tiếp cận bất động sản thì nó là cái duyên. Và rất là cái duyên thì uh, được học với thầy Tiến và tất cả mọi người ở đây. Bản thân tôi thì uh, uh, trước đây làm doanh nghiệp thì thực ra cũng có rất nhiều bạn bè mà uh, cũng có 5 10 nghìn tỷ thì rất là nhiều, thật sự là thế thế thì, thì mình cũng chỉ biết là sao anh em bạn bè làm đất mà sao nó nhiều tiền thế mình uh, cho một cậu em ra ngoài để đi uh, đi tìm hiểu thì cũng không, không có kết quả lắm thì uh, vừa rồi dịch vừa rồi chúng tôi cũng có duyên tôi cũng uh, vào được trong tìm hiểu bên uh, bất động sản qua lớp của thầy thì cũng hiểu sơ bộ tôi tôi cũng chia sẻ thiệt là 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 trước tết là tôi không đọc biết đọc cuốn sổ luôn tức là là mình đi mua đất mình toàn nhờ nhờ người đi mua dùm không à thế thì uh, bản thân tôi thì làm doanh nghiệp thì hiện nay uh, tôi trước khi vào làm đất thì tôi có khoảng gần nghìn nhân viên trong ngành ẩm thực rồi bên uh, bên thẩm mỹ rồi uh, uh, cũng có một số cái có hai chuỗi mà lớn nhất Việt Nam một là cái chuỗi tôi cổ đông và cái chuỗi hải sản xanh uh, là chuỗi hải sản lớn nhất Việt Nam với lại là tôi bạn tôi thì có hai mấy cái nhà hàng thì là truyền thống thì lớn nhất Việt Nam mỗi cái nhà hàng khoảng hai ba nghìn mét đấy thế thì uh, học qua thầy tiến thì thầy, thầy dạy thì mình thấy mình thấy dễ hiểu quá bây giờ bảo tôi cũng mê đất lắm rồi mà thấy bạn bè mình thành công đất chắc phải sang đất thế là chuyển giao hết tất cả cái mảng kinh doanh còn lại cho mấy ông ceo thế mình sang đây mình làm thì bảo chẳng kẽ bây giờ không biết làm cái gì học xong thì cũng nắm kiến thức được nhưng đúng thật sự là không biết làm gì chẳng nhẽ bây giờ mình làm môi giới thì cũng không được đấy thì thế đây là chúng tôi uh, tôi đi một vòng sau khi tôi đi một vòng từ miền tây, miền trung rồi miền nam đi một vòng, thế thì nghĩ là chắc phải làm một cái gì đấy lớn một tí chứ nếu mà bây giờ mà mà làm nhỏ là không được, tại vì bây giờ là là mình quen làm lớn rồi, thế thì lúc đấy thì tôi uh, suy nghĩ thì tôi chọn ra một cái phân khúc ban đầu là đó là phân khúc uh, mua sỉ bán lẻ trong một cái chuỗi với cái lợi thế của mình là marketing này, mình có điểm mạnh marketing là đó, cái thứ hai là về về cái uh, uh, cái vận hành doanh nghiệp thì mình quản năm 700 người thì đối với mình rất đơn giản. Đấy thì thì uh, tại vì hồi xưa background của tôi tôi làm uh, quản lý cho tập đoàn Toyota của Nhật cũng uh, 7 tám năm gần 10 năm. Thế thì có cái background đó thì bây giờ mình ra mình làm ấy thì cũng rất mong muốn là làm lớn. Thế thì để làm lớn thì bây giờ nếu mình kiến thức mình không có, học thầy thì cũng 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 uh, cũng nắm được về cơ bản thôi. Thế mình cũng đang muốn học sâu hơn mà. Thực ra bữa nay là bữa đầu tiên của tôi đi học apply đấy. Chứ cần toàn học online, online của thầy. Xong rồi học xong rồi mình nghĩ cách nào học cho nó nhanh. Đấy, xong là vừa học vừa đi hỏi mọi người. Ờ, thậm chí là chính bản thân khi mà chúng tôi quyết định làm ấy, thì uh, thưa thầy là, là, là uh, cũng uh, quyết định là tìm hai người bạn đã có kinh nghiệm, kinh nghiệm dày dạng trong cái mảng đầu tư này rồi kết hợp. Sau đó là trong các cái bạn đấy thì có thêm khoảng uh, 5 sàn nữa, tổng là 7 sàn thì trong vòng đâu đó thì uh, chưa đến một tháng thì hôm vừa rồi chúng tôi có làm ra mắt thương hiệu uh, bất động sản tôi làm tôi chưa biết làm được không tôi thuê hẳn một tòa nhà bự nhất ở đó thế là thuê hẳn một tòa mình không biết là mình làm một sàn hay sàn nhưng mà thôi cứ phải làm lớn thuê hẳn một tòa mình làm sau đó là là mình ra mắt thương hiệu ra mắt thương hiệu thì trong vòng đâu đó chưa được một tháng thì chúng tôi tập trung được khoảng uh, uh, hơn 200 trăm siêu gần 300 trăm siêu thì tôi làm lớn luôn thì cái quả đầu tay của tôi ấy, thì chúng tôi uh, mua cái sản phẩm hết khoảng 120 tỷ thì đấy sản phẩm đầu tay nói chung là làm 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 lớn liên liền mặc dù thực sự tôi nghĩ là không phải là quá nhiều tiền đâu ạ thì cũng giống như thầy nói đấy 120 tỷ bắt đầu tôi bỏ ra có 20 à 15 có khoảng 20 tỷ thôi đàm phán trong vòng khoảng 4 tháng thì đấy thì trong vòng một tháng rưỡi một tháng mình đã bán hết rồi. À? Thì mình gom về tháng đầu tiên thì chúng tôi lợi nhuận được 40 tỷ. À, thực ra nói là quay lại câu chuyện thì tôi nghĩ là cái việc học là việc rất quan trọng và cái đây chúng ta có cơ duyên được học với thầy chia sẻ những bài học rất là, là, là dễ hiểu. À, thì thực tế mà nói là tôi cũng muốn chia sẻ thêm này à, làm cách nào chúng ta học nhanh học nhanh, thầy dạy, bạn bè chia sẻ ngoài ra chúng ta có thể tìm tới kể cả như nếu thầy có thời gian cốt trinh thêm cho anh em anh em nên nên đi học học nhiều tại vì thực ra tôi giai đoạn này tôi mới mới mở công ty hơn một tháng rất là bận nhưng mà thôi hôm nay các bạn đi bán hàng kệ các bạn Thế thôi mình cứ đến đây mình học đấy thì thì phải phải nỗ lực học lên rất nhiều nên là đăng ký ngay cái việc là học combo rồi là học nói chung là mình chịu khó học nhiều nữa ngoài ra thực ra tôi cũng có thuê hai hai người phó tổng của các tập đoàn mỗi tháng tôi trả cho họ khoảng trăm triệu thì uh, cốt cho tôi uh, một tuần cốt cho tôi 3 tiếng quá du đấy thì uh, uh, thực tế mà nói là, là đi như vậy rất nhanh ạ chứ cần nếu mà chúng ta ngồi chúng ta cũng rất là lâu Chào mọi Thế <laughs> <Yeah. cười> đi đàm phán thì uh, thực ra thì hôm nay có bài học của thầy hay quá thế về mình phải thay đổi ngay rồi thầy cũng có dặn rồi mới kèo to to thì tổ chức ở lên 81 hoặc là lên new World tổ chức như thế rồi là những cái khâu chuẩn bị mình kỹ càng một tí mình chuẩn bị trong tinh thần trong trong suy nghĩ của, của mình ấy. thì uh, chuẩn bị thì uh, thực tình và nói có câu này nếu chúng ta thất bại trong sự chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị cho sự thất bại đúng không ạ thì uh, rất mong với là được học với thầy thì hôm nay đến đây thì cũng uh, uh, rất là mong được ngồi chia sẻ với anh chị em tại vì mình là người mới nhưng mà cũng rất quyết tâm và mong muốn làm đấy thì uh, thực tình mà nói là rất là biết ơn thầy rất biết ơn cộng đồng nick đã cho cho mình một sự những cái tình cảm rất tuyệt vời rồi có những động lực đi học đi học thấy học là mê à lúc đầu hồ, hồ đi thì cảm thấy là thôi chết nhiều việc quá nhưng mà thôi cứ đi học là thấy không bao giờ cảm thấy tiếc